Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đang có 300k trong con game bài Kawin anh em nhé. Hôm nay thì sẽ vào kiếm tiền ở con game Kawin. Chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ vào chơi tài xỉu anh em ạ. Cầu đầu tiên thì mình sẽ quất ngay con bên xỉu anh em ạ. Anh em nào chơi con game này thì anh em có thể tham khảo nhé anh em ơi. Tỷ lệ lạc rút thì là 1-1 và số tiền rút tối thiểu con game này thì chỉ có 50k thôi anh em ạ. Link tải game mình để bên dưới phần mô tả bình luận anh em nhá. Rồi, cầu đầu tiên làm ngay quả xỉu tầm là 7 điểm xỉu anh em ạ. Lên 591k rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi, ok. Thế thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình vào ở bên xỉu anh em nhá. Và cầu này thì mình sẽ đi nhiều một chút anh em ạ. Làm phát 591k anh em ơi. Rồi, ok. Để xem kết quả nào. Thế nào, lên nào. Xỉu luôn anh em ạ, 8 điểm xỉu luôn rồi. Anh em ơi, thực sự là ngon lành cánh đào luôn anh em nhá. Lên 1.164.000 rồi. Nó phải thế anh em ạ. Được của nó luôn anh em nhá. Lên 591k rồi anh em ơi. Rồi, thế thì tay này thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình vào bên xỉu anh em nhá. Và mình sẽ để lại khoảng tầm 500k. Rồi, hy vọng cầu này sẽ về xỉu anh em ạ. Coi xem kết quả nào. Xỉu. Xỉu. Ngon lành cánh đào luôn anh em ạ. Đó, nó phải thế luôn anh em ơi. 7 điểm xỉu anh em ạ. Thôi, lên 1.808.000k rồi. Thì mình sẽ ra game khác tí anh em nhá. Thế chắc là mình sẽ vào cái game sóc đĩa tí nhỉ. 1.800.000 mình vào xin sóc đĩa cho nó cuốn tí anh em nhá. Lần này thì mình sẽ vào ở bên ba trắng bên ba đỏ anh em ạ. Phát này thì mình nghĩ là về bên ba đỏ nhiều hơn thì mình đi 1M. Còn bên ba trắng thì mình chỉ đi có 800k thôi. Coi xem kết quả nào. Lên nào. Ba đỏ luôn anh em ơi, tuyệt vời luôn anh em ạ. Ngon lành cánh đào. Anh em nào chơi sóc đĩa thì anh em có thể là để ý cách chơi của mình nhá. Thì cách chơi của mình đó là hay vào bên ba trắng và bên ba đỏ anh em ạ. Đó, phần này thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình vào bên ba trắng 500k, 800k, 900k đi. Còn để lại tầm là 3 triệu thôi này. Mình bắt mỗi cầu ở bên ba trắng thôi anh em ơi. Rồi, có kết quả nào. Ba trắng về luôn anh em ạ. Thế chứ, nó phải thế luôn anh em ạ. Anh em nào mà chơi mà không gấp thế vực như mình thì anh em ăn lon đấy, khoảng tầm là 50-100k anh em dừng rút nghỉ anh em nhá. Rồi, cái này thì mình sẽ vào bên ba đỏ anh em ạ. Và mình sẽ đi 537k. Hôm nay thì mình sẽ chốt lời con số khoảng tầm là 8 triệu, không cần nhiều anh em ơi. Rồi, có xem kết quả nào. Ba trắng luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Nhưng mà nó không tuyệt vời đối với mình anh em ạ. Mình đánh ban ba đỏ anh em ơi. Rồi thôi anh em ạ, hôm nay chốt lời con số 7 triệu anh em ạ. Dừng, hôm nay mình cũng cảm thấy không muốn chơi nữa. Mình dừng ở mức 6 triệu thôi. Và bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền. Mình sẽ rút ra khoảng tầm là với khoảng tầm là 2 triệu anh em nhá. Rồi, ok, đăng ký rút tiền. Rồi, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em. Ok.